anh em ơi. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại Phương Thảo Fishing nhá. Thì mùa đông đợt này rất là lạnh, nhiều bác đi câu nó móm nhiều quá, cứ hỏi em tại sao là bác đi câu cá thiên nhiên mà nó lại cuốn hổ được nhiều cá thế. Phối mồi như thế nào này, thời tiết như thế nào đi đánh phù hợp, thì hôm nay em sẽ chia sẻ anh em cái kinh nghiệm mà làm sao đi câu sông mở được hiệu quả nhất này, đỡ tốn thời gian của anh em. Đây, này em sẽ hướng dẫn các bác một cách phối mồi làm sao mà cho anh em mình đánh mùa đông nó hiệu quả nhất này. Đấy, nguyên liệu chính của nó sẽ phải là ủ chua. Ủ chua là nguyên liệu chính nhưng nó phải có thêm một thứ này anh em nhé, để cho bác xem. Đó chính là phải là chuối ủ anh em ạ. Đó, phải có cái này các bác nhé. Đây là chuối ủ. Chuối này thường là các bác sẽ bóp lát xong rồi là ủ bên ngoài một ngày. Đấy, ủ bên ngoài một ngày cho nó lên men, xong bắt đầu cho tủ lạnh dùng dần. Đấy, cái này rất là quan trọng anh em này. Bởi vì cá mùa đông ấy nó rất ít ăn tanh anh em ạ. Các bác phải phối chua mới thơm thì đánh nó mới là nhạy. Còn nếu anh em mà phối chua mới tanh đánh đảm bảo gần như là sẽ là móm đấy anh em ạ. Đây, nguyên liệu của nó chính là cái loại chuối này anh em này. Chuối này bóp lát, ủ bên ngoài một ngày như kiểu ủ mồi đấy. Đấy, để cho nó lên men xong bắt đầu là mình cho vào tủ lạnh dùng dần. Nhớ các bác nhớ là không được để nó chua quá nhé. Đấy, cứ bóp lát xong rồi cho vào tủ lạnh dùng dần. Đó, nhìn này, mặt lớp trên của nó đã lên men này, sùi bọt thế này. Đấy, cái này đánh mùa đông chó này đánh vào nó cực kỳ là nhạy luôn anh em ạ. Chua đi mới thơm thì anh em đánh chắc chắn là sẽ rất dễ gặp chấm chép trôi. Đấy. Thời tiết mùa đông này con cá nó cực kỳ là kén ăn, nếu mà anh em mà không phối chuẩn ấy thường anh em đánh nó gần như là nó sẽ tỷ lệ móm sẽ rất là cao. Chỉ con nào mà nó kiểu như là số nó chết thì bật vạt vào đi qua thì dính thôi, chứ còn đâu để mà nó là cuốn nổ mới để nhạy không bao giờ có nhé. Đấy thì các bác nên nhớ cái là thời tiết mùa đông này đấy, những con cá nó hay ăn tanh này, giống rô phi này thì gần như là anh em câu cực kỳ khó gặp đấy, bởi vì gần như là những bọn rô phi nó sẽ đi theo đàn mà nó làm thành một cái ổ ở bên dưới luôn, nó trú ngụ đấy. Khi nào thời tiết nó mấm bắt đầu nó nên ăn, còn những ngày nào cực kỳ giá lạnh ấy thì anh em đánh là sẽ hay gặp là chép mạch chính, các bác sẽ hay gặp là chép mạch chính, chép chấm trôi. Đấy, thì giống cá chép nó lại thích ăn cái loại mùi chua mới thơm anh em ạ. Đấy, cứ chua mới thơm các bác đánh thì gần như là 100% là sẽ hay gặp bọn này. Đấy thì anh em ở đây sẽ là một cân ủ chua này. Tiện đây mai em muốn đánh luôn, em làm video giới thiệu các bác đây là một cân ủ chua này. Thì anh em sẽ cho một lượng, nó cho bằng nửa cái này, cái nửa cái này rơi khoảng 3 quả chuối anh em, nó sẽ rơi khoảng 3 quả chuối ủ chua đấy. Đấy. Em chia thành từng phần ra, nhào với nhau nó rất là dẻo anh em ạ. Cho tủ lạnh này, nó dẻo như cam vậy. Đấy, chỉ cho một nửa thôi anh em ấy, là phù hợp nhất, cho nhiều quá nó mất cái vị ủ chua. Nhiều bác cứ phối linh tinh vào là nó không còn mùi ủ chua đâu. Đó. Nhiều bác này cho thêm D1 này, D3 cám tanh. Đấy, các bác cứ phối linh tinh vào thành ra lúc các bác ngửi lại nó sẽ không còn mùi chua, nó không còn cái vị nguyên bản, nó đánh nó không nhạy. Một cân ủ chua anh em phối với tầm khoảng 3 quả chuối ủ chua như thế này là hợp lý. Và trò mùi nó đảo với nhau, mùi nó chua thơm, ngửi nó rất là dễ chịu luôn anh em ạ. Đặc biệt là cái này anh em phối phải quen tay đấy, bởi vì khi anh em phối này nhé, anh em cho cắm gà vào, tất nhiên là đầu tiên cảm giác rất là khô nhưng ngày mai nó sẽ ra nhiều nước đấy, nên là anh em đánh phải chú ý là mang theo cái phụ da của mình là cắm gà đi, chứ không là đến tới nơi là hỏng mồi đấy, không thể đánh được luôn. Chỉ có đánh ổ anh đánh được, nhưng còn nếu mà các bác bó mồi xác định là không thể đánh được. Đánh cái này thì mùa đông con cá nó cảm giác nó nhạy lắm anh em. Đó. Bây giờ xong rồi anh em sẽ cho cái cắm gà này vào này. Đấy, cắm gà vào để cho nó khô tương đối, ngày mai nó thẻo dẻo là anh em đi đánh được luôn. Em thường em sẽ pha trước một tối để hôm sau đi đánh, chứ không bao giờ là em đi đánh xong em pha cả. Đấy, để làm sao cho mồi nó quyện đều vào nhau. Chứ ngày mai sáng các bác đi đánh này lại cho cắm gà, lúc đến tới nơi nó vẫn cắm gà vẫn cứng khó đánh lắm. Nếu anh em nào đánh ổ ra cũng chẳng cần cắm gà, nó xả phát thả thẳng xuống luôn. Đấy, này các bác tí đợi tí là cắm cái hàm bắt đầu là nó nở ra, nó cover tầm nhé. Anh em phối quen tay rồi sẽ biết. Đấy. Này độ lúc nó là sẽ vừa tầm. Đấy, đó là phần mồi, về phần mồi đã xong này. Thứ hai, bây giờ anh em sẽ đến với cái thời gian câu trong ngày và thời điểm nào cái câu là thích hợp nhất. Cái thời điểm mùa đông này anh em, thời điểm mùa đông này nếu mà anh em đi đánh vào buổi sáng sớm em đảm bảo đến 90% nó sẽ là móm, chỉ có lác đác làm sao may mắn này có con nào nó số nó chết nó đi qua đấy các bạn. Còn nếu mà anh em mà xác định cá nó quấn ổ mà nó đi ăn mạnh ấy, thì anh em phải đánh tầm khoảng đúng từ 5 giờ chiều rồi, hoặc là đánh đêm. Đấy, từ 5 giờ chiều đến khoảng đến 11 giờ đêm thì anh em đánh săn lúc đấy, tầm đấy là cá đi ăn mạnh nhất. Để cho các bác xem cái đoạn video của em nhé. Đây là video của em đánh hôm đấy là đúng ngồi từ sáng luôn. Nên em đến sớm là từ 7 giờ sáng và em đến 5 giờ chiều. 5 hôm thông. Anh em mà 5 hôm thông là không có nào cắn luôn, đến từ 5 giờ chiều bắt đầu 5 giờ chiều là cá ăn rất là mạnh luôn. Đấy, giờ cho các bác xem một số đoạn video nhé. Phao đang đỉa, phao đang nắc các bác kìa. Đấy các bác nhìn nhá, tụt chưa? Chết rồi. Chết rồi. Ê rồi em ơi. Úi dồi ôi. Ui, một tó lên trượt anh em ạ. Tiếc thế. Ui, các bác có thấy nó kéo đu cả xuống ngạm, kéo tí ngã người hôm nay. Thế hột. Tiếc quá. Ui, còn to luôn anh em ạ. Phật cái em tí đu người dưới. Tí ra các bạn. Đó, anh em thấy cá tầm thời điểm đấy nó đi ăn rất là mạnh luôn. Hôm đấy thật sự các bác nó hơi đen, là mình cái lúc cá nó cắn ấy thì mình còn vội bấm máy quay, đến lúc mình bấm máy xong rồi nó lại không cắn nữa, thế mà đen nhiều con các bác cảm giác nó đẻ phát nào quả nó giật ngay chắc chắn là sẽ chết. Thế nên là thành ra là mình cứ bấm máy quay nó lỡ mất rất là nhiều nhịp ngày hôm đấy. Thứ hai là có cái con cá Phật một phát nó bong đấy các bác, còn đấy em thật sự các bác là nó quá là to luôn. Em giật một phát, còn đấy là nó toạc thì các bác giật một phát hết cỡ, cây cần ấy rất là cứng luôn. Nhưng mà nó lùi gần như cả người mình đu xuống, các bác mình lúc đấy là giật phát xong mà lại mà hững nó hụt nồi sập xuống cái đống bèo luôn. Thế là nó bong mất quả rất là tiếc, con đấy là cực kỳ là to luôn anh em ạ, rất là phí. Đấy. Thì ngày nào hầu như ngày nào em đi câu vào đến tầm giờ em chuẩn bị về thì bắt đầu cá nó ăn mạnh em ạ. Bởi vì mình đi cái thời gian nó rất là xa, em đi tận 4-50 cây số, tầm khoảng 5 giờ là phải về, không là nó rất là tối. Về đến nhà gần như là 7-8 giờ tối rồi, rất là muộn, thế thành ra là mình tầm đấy chuẩn bị thu lồ bắt đầu cá đen mạnh ngày nào cũng như ngày nào luôn. Đó thì anh em nên nhớ là cái tầm mùa đông này ấy, buổi sáng trời rất là lạnh đúng không? Xong bắt đầu là hấp thụ nhiệt qua một buổi giờ, qua gần một buổi ban ngày đấy các bạn. Từ 8 giờ sáng bắt đầu là hấp thụ nhiệt, lúc ấy là ánh mặt trời nó lên đấy. Thật ra là lúc đấy mùa đông thì mây mù nó che mình không nhìn ánh mặt trời đâu, nhưng mà lúc đấy là sẽ có mặt trời nó lên đúng không, nó chiếu bắt đầu thời tiết lúc đấy là ấm dần và đến sẽ khoảng 5 giờ chiều đấy là bắt đầu lạnh dần, thì lúc đấy là bắt đầu là trời bắt đầu là lạnh, thì là cái nhiệt độ mặt nước lúc đấy là nó ấm nhất có thể, tầm đấy là nhiệt độ mặt nước là rất là ấm nhất trong ngày phải tầm 5 giờ chiều đấy, thì bắt đầu bên trên là không khí lạnh mà, thì bắt đầu tầm 5 giờ chiều cá nó đi ăn rất là mạnh luôn. Anh em đi câu cái thời điểm đấy là hợp lý nhất. Còn các bác mà cứ thấy trời lạnh mà các bác cần đi câu ấy, gần như là đi câu cho nó vui thôi đấy, để được cá là cực kỳ là hiếm đấy, như em là gần như là thật sự các bác là sẽ là không được con nào luôn đấy. Đấy anh em cứ câu từ 5 giờ chiều ra đi câu là bao nhận, đánh bao phê, quấn ổ luôn. Đấy là cái thời điểm đi câu tốt nhất trong ngày. Còn cái thời điểm đi câu tốt nhất trong cái mùa đông này thì anh em nên chọn những cái ngày mà bắt đầu bắt đầu là cái chớm cái đầu mùa nó nắng lên, nó ấm cái ngày đầu tiên anh em, thì ngày anh em đừng đến đi câu đấy, các bác đợi ngày hôm sau đấy, nó bắt đầu ngày hôm nay ấm này đến ngày hôm sau bắt câu, ngày hôm sau là ngày nhẹ nhất. Còn nếu anh em mà thấy nó ấm ngay đi câu ngày hôm đấy, ngày đấy vẫn không ăn thua bác, ngày đấy vẫn không ăn thua, các bác thấy ấm bắt đầu là ngày hôm sau bác đi câu là gần như là cá thằng ấy là nó đen rất là mạnh, bởi vì hấp thụ nhiệt qua một ngày nắng hôm trước là bắt đầu hôm sau là mần nước nó ấm lên là cá đi ăn rất là mạnh luôn, kể cả ngày hôm sau nhé, kể cả ngày hôm sau trời bắt đầu đổ lạnh tầm đấy cá đi ăn vẫn rất là mạnh luôn, bởi nhiệt độ nước tầm đấy là nó ấm lên rồi. Các bác câu các bác phải biết chọn, thứ nhất thời điểm câu trong ngày này, thứ hai là cái thời điểm mà thời tiết nắng ấm này, nắng ấm phải nắng ấm sau một ngày đấy. Và mồi anh em nhé, mồi thì anh em đánh mùa đông thì nhớ là đừng nên đánh phối chua mới tanh, mà anh em phối chua mới chua thơm thì đánh sẽ dễ lên hàng hơn là so với mồi tanh. Mồi tanh gần như anh em chỉ đánh đô phi, và đô phi cái tầm thời tiết nó lạnh ấy, thì mình đi đánh thì gần như là nó tạo ổ đấy bùn, nó không đi ăn mấy đâu. Có bác nào may mắn lắm thì nó tạo ổ đấy mà xả được cái ổ đúng cái lỗ của nó thì đánh thì nhạy, còn đâu nếu mà anh em cứ xả linh tinh ấy, thì khó nhai lắm, gần như là không được luôn anh em ạ. Đấy, đánh thiên nhiên nó khó lắm, không như là dịch vụ. Nếu trong dịch vụ thì gần như là anh em lúc nào đi cũng được, dịch vụ thì cá gần như là nó kiểu công nghiệp này. Đấy, lúc nào anh em đi nó vẫn được cá, nhưng mà thiên nhiên anh em cứ đi thử xem, móm không còn cái răng nào luôn đó. Bắt đầu cám gà bắt đầu nó nở này anh em này, đấy, nở vừa tầm. Nhiều anh em hỏi là cái cám này mà anh em bị kiểu để hở mà con giòi nó ở bên trong đấy, anh em bảo có hỏng không sợ hỏng nhá, nó mùi nó vẫn chua là ok, không sợ hỏng đâu. Em nhiều lúc em đi xúc mồi ra, nhiều lúc cũng để không khí nó vào đấy thì gần như nó sẽ bị hỏng lớp bên trên, thì thường là nhất là em sẽ hớt cái lớp màu đen bên trên đi, ở bên dưới nó vẫn là vàng ươm luôn anh em ạ. Đây để chứng minh em thấy là đây quá nhé, cho bác xem cái này, đây cho anh em xem cái này đấy, có nhìn con gì chưa đấy, đàn bò rất nhiệt tình. Cái con này là con giòi anh em ạ, đấy con giòi chứ không phải là cái con sâu ổn ngô đâu anh em nhé. Nhiều bác ổn là hay gặp con sâu ngô nó to ấy gấp chục lần con này cơ. Thì có sâu ngô đấy nó vào thì gần như là cũng dễ hỏng mồi đấy, bởi vì anh em nấu không kỹ đấy, mình nấu không kỹ thì là cái con sâu đấy nó mới phát triển được. Thế còn nếu mà anh em nấu kỹ thì không bao giờ gặp trường hợp đấy. Kiểu nhiều anh em hay là nấu nước sôi đấy, xong này các bác trần qua thì cái trứng của nó không chết, thì là khi mình ủ xong nó toàn cái con sâu đen to phạc luôn. Cái đấy câu nó không nhạy bằng cái loại anh em nấu chín được. Đấy, nấu chín thì cái này gọi là mình để hở thì nó có hai con giòi nó bò vào, nó ruồi đẻ trong đấy, nhưng mà câu này vẫn rất là nhạy anh em ạ. Trong cái này câu rất là nhạy, không phải đầu tư mất tiền này đi đào run này, có thêm mấy con này thả mồi bắt đầu nó bò nó ngoi ở dưới đây anh em này. Đấy, mấy con nó bò ngồi bên dưới vỡ vào vẩn câu lại nhạy. Đấy, mùi ủ thối này câu rất là sướng anh em ạ, chua thơm thùm. Người nào người không quen là chắc chắn là nó sẽ có mùi thùm quá nhé. Đấy các bác nhìn này, dù mà xem đây. Đấy, anh em nào người không quen thì sẽ ngửi nó mùi rất khó chịu, nhưng mà anh em mình đi câu với mùi quen thì gần như là mẫn cảm cái thành phần này. Em ngửi cái này em không thấy mùi lắm, nhưng con vợ em nó về nó ngửi cái này thôi rồi anh em ạ. Mình mang vào nhà mình cảm giác mùi nó bình thường, làm gì nỗi kinh khủng lắm đâu mà không. Bây giờ mà nó bước vào mai nó mà bước vào cửa nó chửi sắp mặt luôn đấy anh em ạ. May là về ngoại rồi, em bắt không nhà bây giờ nào kia rét lắm em, ở nhà ấm nào kia cực kỳ rét luôn. Quay cái video ngoài đấy rét sun hết cả xoăn mà. Một mình cứ để vác vào cái này cảm giác rất bình thường, còn vợ em hơn nó vào nó ngửi thấy này, ôi rồi ôi còn đấy bác. Đấy, mồi như này anh em phá này là đạt chuẩn, cái này cũng chẳng cần bột mì đâu, mai bóp trực tiếp vào nữa và đánh luôn. Rồi video của em đến đây là kết thúc anh em nhé. Chúc em có mùa đông lên thật nhiều hàng nhé. Đấy, với kinh nghiệm chia sẻ thì mong là anh em sẽ lên thật nhiều hàng, báo cá thật nhiều trên nhóm Facebook Phương Thảo Fishing nhé. Rồi, hẹn gặp lại tất cả anh em trong video tiếp theo.